Ngày cũng có. Bậc hai ra hai niệm pháp nhiều. Có hai niệm bồ đề. Bài đấy là bồ đề. Bậc hai ra niệm duy nhất thì đó là gì? Bậc hai, bậc hai. Được chưa? Tại sao tôi dùng cái từ này? Vì cái đề hát là 18 không còn một câu thích 18 nhiều chứ mẫu là 5 lên tới phần 4, phần 6 đúng chưa? Tiếp này tới đây xong theo kiến thức lớp 10 muốn xét giấu một kiến thức nào đó cụ thể hay là chi phẩm trên lớp có thể hiện miền xác định của các thành chi phẩm với thành hay miền xác định mình đây là R, đây cũng là R vậy đầu tiên là từ trường vô cùng trong tập vô cùng thành y phải cũng vậy. Y phải nó có hai giá trị đặc biệt là trường 1 hay không? Theo nguyên tắc sẽ giấu trong lớp 10 khoảng tầm cùng bên phải luôn cùng giấu những tích khác về số A. Bài này hệ số A của mình là cộng qua đây thành trừ vì số cao thì nghiệm bộ 1 nghiệm bộ lẻ hai đối nhất đang trừ qua trường 1 thì nghiệm bộ 1 cũng cùng có lẽ đang từ đổi mốt đó là năm lớp 10. Còn nếu lớp 11 mà gặp ngành căng thì nó không còn tiêu đủ cho người mắt tay nấu nữa. Nhưng vẫn phải đảm bảo cái xác định nhiệm vụ chẳng có lẽ gì luôn. Đó là có hết trong cái tài liệu này. Rồi sau này tự nhiên nghe cái bài mình cứ nói mình đừng có làm giấc mà hàng ngày cứ tâm thái ngoài cùng người ta. Rồi lần sau ta không còn nghe tâm thái ngoài cùng. Cái trong một ba đó có một bộ đảng này nói với em bằng 8 cái bằng 5 tôi ngủ với mấy cái giống như này tiếng với nghiệp bộ đảng thôi đi nè trời đi tất cả những gì ta làm tập xét định lớp 10 ta làm lớp 10 giải chương trình lớp 10 xét giống lớp 10 lớp 12 là kể cho nó ngày mà chấp luận theo chữ lý 2 đi phải chưa ta đi phải ăn dạ ăn chưa ta như anh. Vậy cái cuối cùng học trò không gặp được mà không gặp được lớp 10 lấy đạo hàng tập của lớp 10 cùng quên cái sức giấu của lớp 10 thầy ở lớp 12 không biết là thầy chỉ có cái cùng quên mượn cùng học nói gì không thì quên bài cũng phải mượn cùng học thì dân kết luận hàm số của mình tăng trên tăng và giống tên lên tương ứng đằng tay trừ vô cùng đến trừ hết cái gì thầy vì thế định nghĩa của người ta là từng phải xác định tăng trên phạm vi này từ không đến vô cùng hàm số giảm trên phạm vi này tương ứng từ trừ một đến nghiêm đây có đầu đó tự nhiên mà kết luận tới lúc chúng ta cái nghiệm chúng ta để thầy vô cùng ra để đây giống một chút nó là mấy phần thì ta nghe được không nghe chỗ số trường một này hàm số mới xác định thì nghe có thể một tròn là một vuông không ảnh hưởng gì đóng vào mình thế nhưng cái tính tăng giảm là sự di chuyển của mình và mấy người thường giống như tôi di chuyển trong các phòng khi tôi di chuyển và tôi sống trong cái căn phòng này còn tôi đi tới đi lui đi đâu không được thì cái bất tường thì của nhà cô thì nhà ta mà kể tôi cũng di chuyển trong phòng riêng này không nè đúng không cho nên ngay trong này dốt bàn thì bất tường này nhà tôi không có dốt bàn thì nó không phải của nhà tôi thì dù cổ nhà ngay đi nữa thì tôi cũng di chuyển trong đây có bao giờ di chuyển tới đây tôi đứng cái chân vào giữa cái tường đâu hiểu không cho nên trong cái khoảng tăng giảm ngay trong này có dốt bàn hay không có dốt bàn không ảnh hưởng này nhưng nó sẽ ảnh hưởng nếu một ngày nào đó ta phải đụng tới thằng này đụng tới cái gì cực kỳ cái giá trị lớn nhất chỗ nhất tới đồ thị nghiệp phương trình tới tiếp viên thì cái đất thường thì có gì một ngày là trời đó nó ngọt ngạt đó mình muốn làm cái cửa thông gió nếu đất thường này của nhà mình thì mình cứ đụng phải ngay thì nó không ảnh hưởng thì lúc này phải kiểm soát bên này của nhà mình hay của nhà thầy còn tao lúc được kẹt đó tại bà này đường nhà nó cũng biết đục con cái bên kia mà mới vừa đục thấy cái mặt mình thôi là mình kia nó đục rồi nó chưa bị cái tờ nhà nó mà
Hiểu ý không? Thì ngay có chỗ này là mình phải phân biệt được khi nào cần cái bài khi nào không. Thì ngay cái bài học tăng giả này không cần. Do bài học có cũng được, không có cũng không bình thường gì tới ngoài làm gì hết. Các cô chị ta mình vừa đi thì người ta đánh em mời sau này ta đút cho đó rồi chụp vô cái đi.